Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, sáng nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão úng tại huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cử. Tại huyện Tiên Lữ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã kiểm tra việc tiêu úng tự chảy qua cống Triều Dương. Tháng 8 năm 2020, cống tự chảy qua đê sông Luộc được khởi công xây dựng thuộc địa phận thôn Triều Dương, xã Hải Triều. Cống được xây dựng nhằm tiêu úng khi mực nước trong đồng cao hơn mực nước sông Luộc và lấy nước vào các sông nội đồng trong trường hợp hạn hán xảy ra. Cống có lưu lượng nước thiết kế hơn 46 mét khối trên giây, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 91 tỷ đồng, hiện vẫn đang trong quá trình thi công. Do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn huyện Tiên Lữ có mưa nhiều, mực nước trong đồng tại xã Hải Triều cao hơn mực nước sông Luộc 0,5 mét. Được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, huyện Tiên Lữ đã tiến hành mở bờ ngăn để nước tự chảy qua cống Triều Dương, tạo thuận lợi cho nông dân gieo mạ trà chung và chủ động phòng chống úng cho diện tích mạ trà mùa sớm. Tại huyện Phù Cử, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra việc tiêu thoát nước tại cống Võng Phan, trạm bơm cột nước thấp Võng Phan thuộc xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã biểu dương tinh thần chủ động của huyện Phù Cử và Tiên Lữ trong công tác phòng chống lụt bão úng, đồng thời yêu cầu hai huyện cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mưa bão úng có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn.